Bến cảng. Ngươi tỉnh rồi à? Ta đang ở đâu vậy? Ngươi uống say rồi. Giờ nào rồi? Cuối giờ mão, chưa tới giờ thìn. Ngươi nên đi làm nhiệm vụ rồi. Chẳng phải ban ngày phải giám sát chém đầu gia quyến của Dương Khắc Cung sao? Dương Khắc Cung không phải kẻ phản nghịch. Gia quyến của ngài ấy càng không nên mất mạng. Vậy ngươi làm thế nào? Không đi. Không đi là kháng chỉ đấy. Vừa cứu được cái mạng về đã lại muốn chết à? Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Chúng ta tốt được phần nào thì thói đời sẽ tốt hơn được phần đó. Sống sót thì mới làm được nhiều việc. Ngươi đi giúp ta một việc. Việc gì? Ở Đàm Hoa Yến, Dương Khắc Cung đã đề nghị kết thông gia với Từ Hầu Gia. Lúc kiểm kê tịch thu gia sản họ Dương, nhất định sẽ phát hiện ra quà Từ Hầu Gia tặng cho Dương Khắc Cung. Ngươi trả lại món quà đó đi. Nhưng mà phải cho thêm vào vài thứ. Thứ gì? Ông ta không nhận thì sao? Chắc chắn ông ta sẽ nhận lại. Bây giờ ông ta chỉ mong vạch rõ ranh giới với Dương Khắc Cung. Được, ta hiểu rồi. Ta đích thân mang đi, giống trống khua chiêng mà mang đi. Ta phải làm cho tất cả mọi người ở phủ Ứng Thiên đều biết. Có chuyện gì vậy? Quản gia, làm phiền ông vào thông báo. Bọn ta trả lại món quà Từ Hầu Gia tặng cho Dương Khắc Cung. Đã xin ý kiến bên trên rồi. Từ Hầu Gia không liên quan gì tới Dương Khắc Cung hết. Ngài đợi một lát. Lão gia, mời ngài xem. Từ phủ. Bà con, hôm nay là ngày vui lớn của Từ phủ. Mọi người cùng đến chung vui đi. Bắt bẫy rồi. Chỉ huy đại nhân, đúng là thói đời ngày càng xấu đi. Có
có cha làm chỉ huy sứ, đến cả lệnh vua cũng thu hồi lại được. Làm gì có cái phúc đó. Mấy người chúng ta thì làm lụng thăng quan tiến chức gì chứ. Ta thấy chỉ có đi đầu thai lại thôi. Ngươi có biết tại sao phải gạch một đao trên cổ tử tù không? Tại sao? Chém lên xương người, đao sẽ bị cong lưỡi. Đao quý hơn đầu người. Trấn Phủ Ti. Chỉ huy đại nhân, đã đến giờ ngọ ba khắc rồi. Để lỡ giờ lành, e là chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm. Lục Tranh, nếu để lỡ giờ hành hình, ấy là chuyện phải rơi đầu. Lục Tranh đã từng chết một lần, không sợ chết thêm lần nữa. Hiểu rồi. Đại nhân muốn khiến tất cả huynh đệ nha môn Trấn Phủ Ti cùng rơi đầu. Thiêm sự đại nhân nói họ là kẻ phản nghịch, có chứng cứ không? Thánh chỉ ở đây. Cần chứng cứ ư? Thánh chỉ viết thế nào? Hành hình. Ai dám động vào? Ta là quan giám sát trảm quý cho thánh thượng khâm điểm. Đã qua giờ lành, hôm nay không thể giết nữa. Người đâu? Giam giữ phạm nhân liên quan ngay tại chỗ. Dương lệnh kỳ bài ở đây. Như thánh thượng đích thân đến, nếu có ai kháng chỉ không tuân theo, ta có thể xử tử ngay. Hai vị đại nhân, nhanh lên. Viên đại nhân, Lục Tranh cố ý câu giờ, làm lỡ giờ lành, ấy chính là kháng chỉ. Lục Tranh sao lại không giết? Thân quyến của Dương Khắc Cung có một người chưa được đưa đến. Người này không đến, hậu quả khôn lường. Ai vậy? Hậu vệ Trung Sơn Dương, đệ đệ ruột của Từ Tăng Thọ, Tả Đô Đốc, Đô Hộ Phủ Ngũ Quân, thông gia của Dương Khắc Cung, Từ Hầu Gia. Từ gia và Dương Khắc Cung chỉ có hôn ước miệng, không thể tính. Từ Hầu gia đã nhận sính lễ của Dương Khắc Cung, Phủ Ứng Thiên không ai không biết. Hai nhà họ có quan hệ thông gia. Dương Khắc Cung là kẻ phản nghịch, thì Từ Hầu gia cũng khó thoát khỏi liên can. Dương Khắc Cung gửi sính lễ ư? Người chết cũng gửi sính lễ được à? Lục Tranh sẽ không tha cho bất cứ kẻ phản nghịch thật sự nào, cũng sẽ không giết bất cứ kẻ phản nghịch giả nào hết. Vụ án phản nghịch đã do Lục Tranh xử lý, thì ta nhất định sẽ cho thánh thượng một câu trả lời vừa ý. Lục Tranh, ta nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là một bách hộ cỏn con ở nhà môn Trấn Phủ Ti. Cân nhắc vị trí của mình rồi hẳn nói. Lục Tranh biết vị trí của mình. Lục Tranh cũng biết, có những chuyện không làm lớn lên thì chẳng sao, có những chuyện làm lớn lên rồi thì khó mà dẹp yên. Đúng là nô tài ở Trấn Phủ Ti cần có người quản thúc rồi. Lục Tranh, ngươi là người thông minh, cứ làm theo ý ngươi đi. Thánh chỉ đã nói cho ngươi làm việc tùy ý. Vâng. Viên đại nhân, Viên đại nhân,